Nên tất cả Pháp đều có mối tương quan lẫn nhau Tuyệt đối không tìm ra một Pháp nào đứng độc lập Không có Hợp Pháp giới y chánh trang nghiêm Đích thực giống như mạng lưới Internet vậy Không có Pháp nào không liên quan đến ta không liên quan là điều không thể Nên chúng ta khởi tâm động niệm Hết thể chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới đều biết Thân thể chúng ta có đài phát xạ Nó truyền khởi tâm động niệm của chúng ta đi Đến thân thể vật chất Vật chất cũng có tần suất Nó cũng phát đi hay nói cách khác tình trạng chúng ta khỏe mạnh mọi người cũng đều biết sao có chuyện không biết lâu phố ngũ tạng đều phát ra có tin tức mạnh khỏe có tin tức mang bệnh toàn bộ phát ra hết sao họ không biết được tin tức phát đi người tiêm thu đều nhận được Phạm phu tiếp nhận được Nhưng họ không biết Vì sao vậy? Vì máy móc của họ không linh thông Nên tiếp nhận được mà không có phản ứng Chính là như vậy Máy móc của chúng ta bây giờ cũng không linh Vì sao vậy? Vì mười phương thế giới cũng phát xả Chúng ta đều nhận được Chúng ta cũng nhận được tin tức của Phật của cõi trời Của quỷ thần Nhận được toàn bộ tin tức nhận rồi Nhưng không biết Đây là gì? Là do giọng tưởng phân biệt chấp trước Làm chứa ngại năng lượng máy móc này của chúng ta Khiến cho máy móc tuy nhận được nhưng không linh Nếu như chúng ta tiêu trừ tập khí phiền não Máy móc này Sẽ rất linh Không chỉ tin tức mười phương Mà còn biết hết cả quá khứ hiện tại và dị lai Đây gọi là thần thông Bởi vậy thần thông có gì kỳ lạ Phật Pháp nói rằng thần thông là bản năng của chúng ta vốn có Không hề mất đi Hiện nay tạm thời bị chướng ngại Mấy móc tạm thời có sự cố Khi sửa xong là khôi phục ngay Không có gì kỳ lạ cả Bồ Tát có Thiên thần có Chúng ta cũng có Nếu chúng ta đạt được tâm thanh tịnh Liền khôi phục được một phần tâm thanh tịnh phải như thế nào đoạn kiến tư phiền não tâm mới thanh tịnh kiến tư phiền não là nhiễm ô trần sa phiền não là vọng tưởng tuy nó không phải ô nhiễm nhưng nó nhiễu loạn nền đoạn được kiến tư phiền não là a la hán bích chi phật Năng lực thần thông của họ vừa qua hai mươi tám tầng trời Thiên nhân không sánh được với họ Đoạn được trần xa phiền não là Bồ Tát a à, la hán, bích chi phật không sánh được Thật sự buông bỏ khởi tâm động niệm là Thanh Phật Thần thông đạo lực hoàn toàn khôi phục Tóm lại mà nói Buông bỏ là khôi phục Tất cả bản năng dũng có của mình Điều phiền nhất của chúng ta Chính là không buông bỏ Biết buông bỏ là tốt Nhưng vẫn không buông bỏ được Phiền phức là vậy